Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu anh chị và các bạn một sản phẩm loa Bluetooth mới, loa Bluetooth của hãng Cycle đến từ Hồng Kông. Sản phẩm full hộp thì hộp của nó như này, màu black, bên mình nhập vào màu black. Bên trong ta sẽ có một cái cáp, cáp sạc và cáp aux 3.5. Đây ạ, nhỏ gọn trong lòng bàn tay đó. Thiết kế rất góc cạnh nam tính như hình khối. Có con nút này, mà play mouse, nút neck tua, nút chuyển đổi chế độ và nghe gọi. Đây là mic để nghe gọi điện thoại luôn. Thì chúng ta kết nối đứng là nghe gọi trực tiếp luôn trên loa này. Loa có chỗ để móc dây. Đây là những tính năng của một loa này, có nghe qua Bluetooth này, gọi điện này, nghe nhạc trực tiếp thể nhớ này, FM radio này, và sử dụng pin. Pin ở đây tức là chúng ta phải làm cái loa này như một chiếc sạc dự phòng. Đây các cổng kết nối đằng sau thì có nó nút on off bật tắt này. Đây là đầu out ra để khi sử dụng cái loa này như một chiếc pin sạc dự phòng chống cháy khi cần thiết này. Và khi chúng ta nghe bằng nhạc bằng thẻ nhớ cắm ở đây, và chúng ta có thể cắm tai nghe trực tiếp đây, nghe như máy nghe nhạc MP3. Và cũng là kết nối 3.5 qua cổng AUX này. Rất nhiều tính năng và sử dụng sạc micro USB thông dụng. Trong hợp chúng ta quên cáp sạc đã không phải lo. Những đường gân nổi rất đẹp, những khối rất đẹp và cá tính. Mình đã kết nối sẵn chiếc loa này, Modem Q2 với điện thoại. Này, Q2 và chúng ta bật lên. Và sẵn sàng kết nối. Rồi, đã kết nối. Rồi, thử chơi âm loa nhé. Liên hệ mua hàng anh chị có thể liên hệ trực tiếp. Dạ, trực tiếp số điện thoại 093 44 88 555 qua
gọi điện, nhắn tin, iMessage, Zalo, Viber, WhatsApp hoặc trực tiếp mua hàng qua chỉ link này của Shopee của mình để được hỗ trợ ship đến 40-50 nghìn với những đơn hàng từ 180 nghìn trở lên. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.